Bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đèn cồn. Đèn cồn thường có vành nhựa để cầm tránh bị nóng. Chén sứ, giá đỡ ba chân bằng inox. Giá ống nghiệm, hàng trên chúng ta để ống nghiệm khô, hàng dưới để ướp ống nghiệm ướt cho ráo nước. Bình nước, cốc thủy tinh, tùy mục đích sử dụng chúng ta có loại cốc 100ml, 250ml hoặc 500ml. Phễu, đũa thủy tinh, muối sắt, hóa chất chúng ta có. Ngoài ra dụng cụ chúng ta còn có lọc, xé lọc. Hóa chất chúng ta có cá, muối ăn và nước. Nhắc lại một số thao tác cơ bản. Thứ nhất là cách kẹp ống nghiệm. Kẹp ở vị trí 1/3 ống nghiệm, 1/3 chỉ mang tính tương đối. Khi lấy hóa chất dạng viên như là cái đinh sắt hoặc viên kẽm, chúng ta dùng kẹp gắt. Khi cho vật rắn vào ống nghiệm, nghiêng ống nghiệm và trượt vật rắn dọc thành ống nghiệm như thế này. Khi lấy hóa chất dạng bột, chúng ta dùng muỗng. Còn lấy hóa chất dạng lỏng, chúng ta dùng ống nhỏ giọt. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng đèn cồn. Cách tắt đèn cồn. Không được thổi, vì thổi nó cũng không tắt. Cách tắt đơn giản là chúng ta dùng nắp đậy lại, động tác tự tiêm dứt khoát, chứ không có cái, chứ đừng có thấy ví dụ lửa nó không đứng yên như vậy thì chúng ta cứ lóng nga lóng ngóng, không khéo làm đổ, đẩy đổ đèn cồn. Rồi và cách nga thứ hai, và thứ hai là tuyệt đối cấm, không được tự ý lấy đèn cồn, tự ý cầm đèn cồn đi mồi nhờ ở nhóm bên cạnh. Tại vì cái nắp mà giữ tim đèn cồn nó lỏng, nó nghiêng sang nó dễ bị rơi ra, và lúc đó cái trường hợp như mà cồn nó bắt lửa đó thì một là theo bản năng các em sẽ làm rớt cái đèn cồn. Cái trường hợp thứ hai là các em quăng đèn cồn đi, thì trong hai trường hợp là trường hợp nào cũng nguy hiểm hết. Do đó hết sức cẩn thận khi sử dụng đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là tách tim cát và muối ra khỏi hỗn hợp. Đây, chúng ta có hỗn hợp muối và cát. Đầu tiên chúng ta sẽ hòa tan hỗn hợp vào nước. Cụ thể là chúng ta lấy hỗn hợp muối và cát vào cốc thủy tinh. Rồi bơm nước vào. Muối ăn ở đây là không phải là muối iốt. Khuấy, dùng đũa thủy tinh để khuấy. Cách khuấy,
khuấy như vậy là sai, tại vì đũa thủy tinh nó chạm thành cốc, cách khuấy đúng. Không để đũa thủy tinh chạm thành cốc. Trường hợp mà cho ít nước thì có khuấy muối nó cũng không tan hết vì nó đã tan tối đa rồi. Khi khuấy xong, muối tan và cát không tan lắng xuống đáy. Để tách cát ra, chúng ta sẽ lọc. Cách lắc chế lọc. Đầu tiên chúng ta gấp đôi với lọc lại, rồi gấp đôi lần thứ hai, sau đó bung nó ra. Tuy nhiên bung ra theo hình nón như thế này, rồi đặt giấy lọc vào phễu, đặt phễu lên. Đặt phễu lên trên ống nghiệm. Sau đó đổ hỗn hợp nước muối cát qua phễu lọc. Cát sẽ bị giữ ở trên giấy lọc và nước muối nó chảy xuống ống nghiệm. Thì để tách nước muối, để tách muối ra khỏi nước muối, chúng ta sẽ đem khô cạn nước muối này. Chúng ta sẽ đổ cái nước muối đã lọc cát vào chén sứ. Đặt trên giá nở, đặt chén sứ lên giá nở. Sau đó đun.
Khi nước sôi mạnh thì lấy lưới sắt đặt lên chén sứ, phòng hờ trường hợp khi khô cạn gần hết nước thì muối ăn có thể bắn ra khỏi chén sứ. Và trong quá trình đun không được đưa mặt lại gần đèn cồn. Trước phản ứng, chúng ta có muối hột lẫn với cát. Sau phản ứng, chúng ta thu được hạt muối nhuyễn sạch.